Hello chị em và các bạn. Mấy hôm nay thì có một số bạn, anh chị em và các bạn là có nhắn tin inbox và hỏi Thắng rằng là tại sao thì thị trường bất động sản ở một số cái khu vực vùng ven và đặc biệt là một số cái thành phố nhỏ thì vẫn có những cái dấu hiệu của cái câu chuyện là nóng sốt, hoặc là giống như trong cái video ngày hôm qua mà Thắng có đăng về cái câu chuyện đó là ở Hòa Vang ở đằng ngoài Đà Nẵng ấy, thì đang có cái câu chuyện là nóng sốt do cỏ đất là họ đẩy giá. Thì tại sao lại có cái câu chuyện đó và nguyên nhân nào nó khiến cho cái câu chuyện là những cái khu vùng ven thì hay có cái việc là tăng giá trong cái lúc mà thị trường chung thì có vẻ là bình ổn và đang tạo ra một cái mặt bằng giá mới của thị trường bất động sản. Thì thực sự là tìm hiểu để trả lời cái câu hỏi đó thì thực sự nó cũng hơi khó. Nó hơi khó bởi vì là mình không có đầy đủ các cái cơ sở dữ liệu liên quan đến từng khu vực cụ thể, cũng như là chúng ta có cái hiểu biết nhất định về cái khu vực đó liên quan tới cái việc là có dự án nào chuẩn bị triển khai hay không, do cò đất nói hoặc là chia sẻ hoặc là tìm một số cái giải pháp liên quan đến cái thông tin nào đó mà tùy từng cái đặc điểm, từng cái tỉnh, từng cái vùng mà anh chị và các bạn đang kinh doanh. Tuy vậy thì với cái kiến thức về đầu tư kinh doanh chứng khoán trong nhiều năm gần đây của Thắng á, thì Thắng có thể giải thích cho anh chị em và các bạn theo một cái cách hiểu khác về tính chất cung cầu của thị trường bằng cái việc là suy luận từ thị trường chứng khoán, cách mua bán của thị trường chứng khoán để có thể dự đoán và đưa ra những cái chia sẻ, cái cảm nhận mang tính chất cá nhân của mình về cái việc là giải thích cái nguyên nhân tại sao trong một cái đoạn giai đoạn thị trường chung bất động sản thì có vẻ là trầm lắng và đang tạo ra một cái mặt bằng giá mới, thì ở một số vùng đâu đó thì lại vẫn có cái câu chuyện đó là tăng giá đột biến. Để khỏi lòng vòng nói nhiều với anh chị em và các bạn thì tránh cái việc là video nó sẽ dài thời gian, đi vào cái vấn đề chính là như thế này. Khi mà chúng tôi kinh doanh đầu tư chứng khoán ấy, thì nó có một cái câu chuyện đó là trong phần lớn các cái xu hướng của thị trường gọi là đi lên ấy, thì các cái cổ phiếu nhỏ hoặc là cổ phiếu được gọi là cổ phiếu rác do những cái doanh nghiệp mà kinh doanh làm ăn thua lỗ, hoặc là một số cái doanh nghiệp mà thực sự là nếu mà dưới cái dân phân tích đầu tư thì nó cho là những cái doanh nghiệp xấu, hoặc là có thể được gọi là những cái penny trên thị trường, tức là cổ phiếu nhỏ, cổ phiếu có cái giá, cái mệnh giá giao dịch trên thị trường nhỏ thì nó không tăng giá. Thì trong phần lớn cái thời gian là nó không tăng giá, nó tập trung cái dòng tiền sẽ tập trung vào những chỗ, những nơi mà được đánh giá là những doanh nghiệp tốt, những nơi có dòng tiền tập trung nhiều, khối lượng thanh khoản giao dịch hàng ngày là lớn. Thì đây nó có sự tương đồng với thị trường bất động sản là trong phần lớn cái lúc mà thị trường đang hưng phấn, đang nóng sốt thì những khu vực mà được đánh giá là những khu vực có tiềm năng cao, có thanh khoản lớn, có vị trí đắc địa và đặc biệt là những thành phố lớn như thành Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và một số cái khu đặc khu kinh tế ví dụ như Phú Quốc, Vân Đồn thì nó được quan tâm và cái dòng tiền của thị trường đổ vào đây rất là nhiều. Thì chứng khoán nó cũng vậy, nơi dòng tiền đổ vào là các blue chip, những doanh nghiệp tốt và giàu tính thanh khoản. Nhưng mà trong một cái giai đoạn mà bắt đầu thị trường đi vào cái điểm thoái trào, tức là thị trường không có cái xu hướng đi lên nữa, ví dụ như khi VN Index bắt đầu chạm ngưỡng 1210 điểm, những thời điểm mà thị trường bắt đầu chứng lại, không có tốc độ tăng trưởng mạnh nữa, thì dòng tiền có dấu hiệu của chuyện rút ra và gọi là ngừng nghỉ trong cái giao dịch. Các cái cơ hội trên thị trường thì bắt đầu giảm sút bởi vì thị trường phần đa là các blue chip, các cổ phiếu lớn như là Vinamilk, Hòa Phát, Hoa Sen hay là những doanh nghiệp bất động sản như là Vincom, doanh nghiệp bia như Sabeco hay là doanh nghiệp Masan chẳng hạn, ví dụ thế, thì bắt đầu cái dòng tiền nó chậm lại và cái đà tăng của những cổ phiếu này chậm hẳn xuống, không còn có khả năng tăng nữa. Thì nó đồng nghĩa với việc cái cơ hội giao dịch trên thị trường và kiếm ăn ngắn hạn sẽ giảm bớt, nhưng mà dòng tiền thì nó sẽ không mất đi, nó vẫn tồn tại đâu đó trên thị trường. Và có một cái câu chuyện mới nó bắt đầu xuất hiện, đó là một số cái giới đầu cơ trên thị trường bắt đầu gọi là tận dụng cái tình hình là dòng tiền đang không biết tìm vào nơi nào để có thể kiếm ăn.
thì họ bắt đầu gieo vào thị trường những cái thông tin liên quan đến một số cái dự án này nọ của một số doanh nghiệp mà được gọi là, trước đây chúng tôi vừa chia sẻ với anh chị là những cái penny, những cái cổ phiếu nhỏ, những cái doanh nghiệp nhỏ trước đây làm ăn thua kém mà không được ai quan tâm, nó gọi là những cổ phiếu đầu cơ, thì được giới đầu cơ bắt đầu kéo giá lên. Và tiêu biểu những năm về trước thì chúng ta thấy ví dụ như là doanh nghiệp của FLC, của Faros, rồi KLF, rồi FIT, rồi những cái doanh nghiệp ngày xưa mà đến bây giờ thì nói chung là giá cổ phiếu của Thiên thì vẫn trả địa thôi, tức là cuối cùng nó vẫn trả về cái giá, tức là vẫn bèo như cứt mèo thôi. Nhưng mà trong một giai đoạn nào đó mà dòng tiền đang đứng thường trực ở ngoài thị trường, không có cái nơi nào để có thể giải ngân và đầu tư, thì những cổ phiếu này được kéo lên, được giới đầu cơ sẽ dùng một số cái biện pháp kỹ thuật cũng như là mua các trang web trên Internet đăng những cái thông tin liên quan đến dự án, sự phát triển hùng mạnh của doanh nghiệp này, và nhanh chóng kéo cổ phiếu lên. Thì khi cổ phiếu tăng cao, tăng nhanh trong một khoảng thời đoạn thì nó dẫn đến một cái câu chuyện rất là thú vị, đó là cái dòng tiền thường trực ở ngoài thị trường sẽ nhanh chóng lao vào, và toàn bộ cái dòng tiền tập trung xung quanh cái khu vực mà đang thường trực sẽ đưa cái cổ phiếu đấy lên giá, thậm chí là lên giá trong khoảng từ 10 đến 15 phiên giao dịch, tăng có thể là đôi khi là tăng lên tới khoảng tầm 40 đến 50%, thậm chí là tăng gấp đôi trong một tháng giao dịch. Thì đó là câu chuyện của chứng khoán. Thì vậy câu chuyện của bất động sản là như nào? Nó là như thế này anh chị em và các bạn, nó hoàn toàn như vậy luôn. Cổ phiếu tăng hay là thị trường bất động sản hay là các cái sản phẩm bất động sản tăng giá, tất cả nó đều bắt nguồn từ cái câu chuyện dòng tiền. Dòng tiền tập trung ở đâu thì nơi đó tăng giá. Nơi nào được tập trung những số lượng những người mong muốn mua, chờ mua và muốn được giao dịch thì nó sẽ tăng giá. Và tận dụng cái lúc thị trường của chúng ta trong năm 2017-2018 thì có những cái dấu hiệu của chuyện là chậm cái đà giao dịch hơn và trầm lắng hơn, đang tạo một mặt bằng giá mới tích lũy để có thể tiếp tục tăng giá trong thời gian sắp tới. Thì lúc này thì cái lượng tiền mà nhàn rỗi trên thị trường là rất lớn, rất nhiều, kể cả các doanh nghiệp, kể cả các nhà đầu tư cá nhân và kể cả tất cả những các thành phần mà đang có thường trực, đang có nhu cầu mua để sở hữu sản phẩm bất động sản, cả để đầu tư và cả để ở. Thì tận dụng cái như thế thì một số doanh nghiệp, một số tay gọi là cáo già trên thị trường, nó sẽ tìm cách để có thể bơm thổi một số cái phân khúc, một số chỗ ví dụ như là đất nền nông nghiệp hoặc là một số vùng ven. Nó tạo ra những cái câu chuyện theo kiểu như là cầu sắp xây, dự án sắp hình thành, hay là những cái câu chuyện mà được thêu dệt bởi những tay gọi là khôn rất là khôn ngoan, khôn danh trên thị trường, và sử dụng những cái trang web của bất động sản hoặc là sử dụng các kênh truyền hình, thậm chí là đôi khi còn có cái câu chuyện gọi là support của chính sách liên quan đến câu chuyện là, ví dụ tôi lấy một ví dụ rất điển hình trong cái việc mà gần đây thì ở Hòa Vang hoặc là ở một số chỗ ở Đà Nẵng, tại sao cò đất nó có thể nói được cái câu chuyện để có thể đất ở vùng nông thôn, thậm chí là đất nông nghiệp và những cái bụi tre ở vùng nông thôn đều được kéo lên với mức giá tăng kinh khủng, từ mức 200-300 nghìn một mét vuông lên tới cả hàng vài triệu một mét vuông, thậm chí lên cái hàng chục triệu một mét vuông. Lý do là thế này này anh chị em và các bạn, năm 2016-2017 chính phủ chúng ta thì có một cái câu chuyện, đó là quy hoạch tổng thể thành phố Đà Nẵng. Tuy vậy thì gần đây vào ngày 3 tháng 2 năm 2018 thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chỉ đạo một cái văn bản chỉ đạo, nội dung của nó là giao nhiệm vụ cho một số đơn vị để nghiên cứu quy hoạch lại cái tổng thể của thành phố Đà Nẵng. Thì từ câu chuyện này thì bắt đầu là rất nhiều những cái bánh vẽ được vẽ ra, đồn đoán rồi những cái thông tin nó gọi là lấp lửng giữa câu chuyện là nơi nào sẽ được quy hoạch lại, nơi nào sẽ có dự án mới, nơi nào sẽ đem lại các cái hữu ích. Từ đó nó vẽ lên rất nhiều những câu chuyện và tạo dựng nên một cái cuộc chơi mới, dẫn đến đất ở Hòa Vang tăng, ở một số cái vùng ven của Đà Nẵng tăng rất là ác, rất là mạnh. Thì đó là một cái ví dụ thôi. Nhiều nơi khác thì nó cũng vậy, nó cũng y chang vậy anh chị em và bạn. Nó cũng tạo ra những câu chuyện nơi này nơi kia. Tôi lấy ví dụ như đất của Nhân Trạch Đồng Nai hiện tại bây giờ đang tạo ra một cái câu chuyện rất lớn, đó là chuẩn bị lại bắt đầu cái cây cầu, và cái câu chuyện đó là bên Bộ Xây dựng thì có đưa ra một cái vấn đề rất là mang tính gọi là mập mờ, tức là thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành. Bộ Xây dựng vừa đưa ra, ông Trịnh Đình Dũng vừa mới ký một cái văn bản liên quan đến câu chuyện đó là tiếp tục giao cho các cơ quan bộ ngành để làm cái công việc là khảo sát và thúc đẩy phát triển cái dự án sân bay Long Thành. Đấy, thì chỉ cần một thông tin như vậy thôi, nếu như dẫn đến câu chuyện đó là hàng trăm hàng nghìn cái bánh vẽ sẽ tiếp tục sẽ được vẽ lên thị trường và tạo ra những cái câu chuyện sốt đất ở khu vực vùng ven Đồng Nai, rồi cả những cái câu chuyện chính phủ chỉ đưa ra một vài cái chia sẻ nói theo kiểu là sẽ thúc đẩy các cái dự án liên quan tới mặt bằng khu công nghiệp,
Tôi lấy ví dụ thế, gần đây có cái câu chuyện đó, bởi vì tận dụng cái xu hướng dịch chuyển các nhà máy trên thế giới về Việt Nam, và chúng ta chỉ mới nói được như vậy thôi mà chưa biết là cụ thể là sẽ phát triển và triển khai dự án ở đâu, thì hàng hà sa số những cái nơi với vùng đất gọi là trống thì được các Gò Đất bơm thổi là chuẩn bị sẽ có những dự án khu công nghiệp, và từ đó thì đất nông nghiệp thì cứ thế mà được đà mà tăng giá. Và tận dụng cái lúc mà nhiều cái dòng tiền ở ngoài đang chờ sẵn thì chỉ cần bơm lên, giá nó tăng chỉ cần trong một ngày mà tăng khoảng 10-15% thôi, thì cái dòng tiền của thị trường ở khắp các nơi sẽ đổ về và tạo nên một cái cơn sốt ảo ở từng khu vực. Vì vậy thì anh chị và các bạn lưu tâm là theo kinh nghiệm về chứng khoán á, thì chúng tôi thấy là những cái cổ phiếu penny và những cái doanh nghiệp rác á, là sau một cái khoảng thời đoạn mà được kéo giá lên á, thì nó sẽ trả về đúng với cái giá trị ban đầu của nó, và cuối cùng thì cái thiệt hại nó đến là những tay gọi là Cò Đất là lão luyện, nó đã tích trữ và găm hàng trước đó thì có thể nó sẽ kiếm được một cái lợi ích rất là lớn trong cái câu chuyện thổi giá. Nhưng mà cuối cùng thì kết cục cuối cùng thì những cái nhà đầu tư mà gọi là non dại trên thị trường thì cuối cùng sẽ dính những cái đòn đau, và đặc biệt là trên thị trường chứng khoán thì chúng tôi có kinh nghiệm rất rõ nét trong cái câu chuyện này. Hy vọng là những cái chia sẻ đầu buổi sáng ngày hôm nay giúp ích quý anh chị em và các bạn trong cái câu chuyện là định lượng đúng về thị trường và xem xét đâu là cái khu vực mà thị trường đang tăng giá đúng, còn đâu là nơi mà những Cò Đất hoặc là những cái gọi là những cái nhà đầu tư phát triển dự án theo những cái thông tin còn đang khá là mơ hồ của thị trường của chính phủ để đẩy giá một số vùng ven lên. Thì để tránh cái câu chuyện này thì anh chị và các bạn đừng nên tham gia với những cái gọi là cái cuộc chơi mà mình không nắm hết được cái thực hư nó như thế nào. Hãy đi một con đường riêng của mình và tìm kiếm những nơi ổn định. Nếu như mà thực sự có nhu cầu ở thì hãy tìm kiếm nơi phù hợp. Còn nếu như nhu cầu đầu tư thì hãy đi một cái nhánh đường khác, tức là đi một cái ngã rẽ khác mà nó ổn định, bền vững, phù hợp, tạo nên những cái biên lợi nhuận ổn định về mặt lâu dài. Không có bất kỳ một cái chu kỳ hay là một cái đợt tăng giá nào mà bất thường mà có thể đem lại một cái lợi ích lâu dài cho quý anh chị em và các bạn. Chủ yếu là cần phải đầu tư một cách bền vững. Chào hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã dành nhiều thời gian để theo dõi cũng như ủng hộ và tiếp tục đồng hành cùng Thắng ơi. Xin chào và hẹn gặp lại.